ủa cô tôi không quay vậy? Tại con đang hát tài học quay đi tụi bà. Bên đây đi xe ha, bên em khả năng không có hát nữa. Mình kiếm kèo thì kiếm lậu xây. Bên đây kiếm hả? Bên đây kiếm hả? Bên đây kiếm hả? Bên đây kiếm hả? Bên gần đi được. Đấy đâu được mà. Nhưng mà cửa này xa quá không nghe rõ. Được mà anh ạ. Đấy. Bạn có đọc cái này rồi coi đấy. Đi mấy đạo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không? Tao thổ mấy kính bạc khí lô, thổ mấy kính lòng lô. Ra ngoài cái ngồi im tục luôn. Lại quay một tí nữa. Quay cái mâm này thôi. Vâng, quay mâm nhé. Vâng. Quay dần dần một tí thôi. Đói cứ ăn đi anh ạ. Ăn tạm cái bánh dày đi. Được không? Oh,
chế mà cao lẻ mà dù mời
chỉ thơ ca thế nào ơi mi mi
diều à diều ơi nhâm chi bắp chiu bắp bắp lê ya bắp phi bắp bù lê lê ya bắp nghi lê Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không nổi sợ sao ra đông khác nữa. Bà băm nè. Ai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mời anh đâu rồi? Thế cháu quay bên này. Ngồi xa nhau thế anh. Anh ấy dịch vào trong một tí được mà. Hết ồn rồi, hết rồi. Đỡ rồi. Không sao đâu, em không quay mâm đâu mà. Chỉ thấy cái bánh xì một tí thôi. Không sao đâu, không sao đâu. Chờ, chờ lâu lắm, chờ là tí các anh ấy nghỉ mất. Chờ là các chị đổi ý, các chị đi về đấy. Tiến sĩ ơi. À, đằng sau này chỗ nào ngồi. Ra này gió thổi đấy anh ạ. Nhưng mà gió này thổi. Vâng. Nhưng mà nếu cây chỗ nào nó để đẹp một tí. Hết chỗ rồi đấy. Không, 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 hay lên vườn kia. Lên chỗ vườn kia. Vâng. Lên lại hát nó ấy. Nếu mà quay thì nhưng mà sợ các chị không thích đi ấy. Ngồi ở đây cho ấm. Ngồi đây cũng được nhưng mà ổn một tí. Ổn, em cho vào gần tí là được rồi. Đấy. À, cho anh mặt tròn vào trong. Đấy. Anh xấu hổ phải không? Không thấy đâu anh ạ, không lấy vào đâu anh ạ. Đẹp lắm anh ạ. Bây giờ đi xuống kia nhỉ? Ừ, sáng cực luôn đấy. Đi ra đây ngồi đi. Đi đâu? Ra đây. Ra đầu này. Đầu này vẫn ngồi được mà. Có nghĩa đấy, có nghĩa. Có. Có nghĩa. Ừ. Đi ra ngoài này nghe tiếp. Đi ra đây.
các kém bên đây nhá, ốc hương đi cái đọc luôn. Thở không á? Giảm hơn đó thầy, chuyện này có từ mà. Không. Giờ bây giờ mình. Đấy. Thở hương này. Phê hợp. Tôi không đi, đi vào cho tủ nhà. À đi. Cái mình đi hát xin. Chỗ này được anh ạ. Sang đây ngồi đi, em lấy ghế sang cho nhá. Chỗ này có nước chè rồi nhá. Để em lấy ghế sang cho. Bằng bằng ngồi đây. Đi đâu đây? Đi lên nhà. Chưa hát nữa à? Lại tạm dừng à? Ngồi này được không nhỉ? Hay là ngồi rằng? Bắt đầu hát xì. Ấy làm luôn. Không cần ăn nữa. Vừa ăn vừa hát. Vừa ăn vừa hát luôn. Đấy đúng rồi. Để em ăn một miếng mực. Đấy. Vừa ăn cỗ vừa hát. Được rồi, vừa ăn vừa hát. Và tất cả bám nữa này. Đẩy mi cô đẩy heo và lấy đẩy đúng không ạ? Giả thi ạ, ăn xì tụi anh lập kín à? Đó. Cái đó hả bạn đi. Ai đã cảm thấy sự cảm ơn trong anh. Ai cảm ơn anh cả lời. Đi đây. Đi đây. Đi đây. Đi đây. Đi đây. Đi đây.
Đây. Như là lau cái xuồng này cái lơ vớ đi và cả ngồi đây đấy gì nhỉ? Cái xuồng gì cần đó. Cậu ơi à. À hay hả? À hay hả? Ôi đồ bị cà giỏi luôn rồi. Nhà ca sĩ sao đồ à tay ơi luôn nhỏ hát đi đó đi à. Nhà sĩ tay đôi mươi người à văn chữ đi mở đi mở đi mở, mở đi đó, thoải mái từ, từ. Anh ăn bánh đã được. Mình hát thì chưa ăn được chưa. Ăn xì đã. Ăn xì đã. Nhà bố mẹ tôi đâu ăn ta thứ xa. Nhà cam á chiếu lũ như lẻ chiếu la như nè. Nhà ca sĩ ra đang ở nơi cao bể. Nhà bể sẽ có tên để coi mưa. Có khéo gớm kinh si con cái ông rất khéo hơn. Ừ, từ từ này đúng rồi, từ từ đó. Nhà mà nu cứ đây à phê nữ rồi con. Con kinh gì? Con kinh gì? Con kinh gì đây này? Con đã, con đã sao vậy? Ăn miếng quả đi ăn. Nhà bé chú bay chưa thì ơi lao phi. Nhà kia bố nội lưu để mình chống. Nhà nó đi bộ hộp nữa.
đèn yêu người. Cái này tua phụ đại tư nhà đại lũ thong sư ngâu lê thị sinh mấy chị cái về à? Sư đại ti ơi bồ tát, nhà xa lê lô nhỏ ơi lê lô diêu, kinh rồng đúng không? Nhà đọc tố bị cần là thăng ơi ế đư. Nhà nắng ná mô mà lư, lê à phai ăn lư. Lại cái đi vâng, lại cái đi vâng, lại cái đi.
nói mà mày mày ấy nhà bố mẹ anh chị mày ơi chị mày nhà xa đi lúc này ôi đi đâu rồi đi đâu rồi về rồi đi về rồi đâu về ba bài à đi đâu mà đi ăn cơm ăn luôn hôm nhon nhói là hết được cái tối đây đúng rồi làm xong sớm thì người ta thông tin đi nhưng các bà không bà ba mới thôi đây mi các cân tỏ về luôn bà ơi thôi à hết người rồi.